Hi, chào các bạn Clip này nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi là mình cắt điện ngày nào Cái ngày cắt điện này thì đúng là quan trọng hơn hẳn so với ngày trồng các bạn ạ Quan trọng hơn nhiều nữa này ạ Ngày trồng thì chỉ cần đảm bảo 20 đến 50 ngày thôi Chưa cắt điện là được Còn cắt điện này thì đúng là quan trọng Đầu tiên là mình sẽ đưa ra cái cái số ngày trung bình nhé các bạn nhé Thường thì các bạn chỉ cần cắt theo các cái số ngày trung bình này là các bạn khả năng trúng Tết được các bạn đã rất là cao rồi. Nó không có sẽ nó sẽ không xê dịch mấy tại vì nó sẽ xê dịch chỉ xê dịch trước sau một tuần thôi. Thường là đối với những cái ngày này là có trị số trung bình của nó. Với vàng đông là 75 ngày các bạn nhé. Kim cương tím nan chi xanh là khoảng 65 ngày. Pha lê pha lê là 60 ngày các bạn ạ Còn các cái loại mà cúc màu khác À trắng Trắng là khoảng 58 ngày Trắng kim cương hay là trắng tuyết cũng đều là 58, 57 đến 58 ngày các bạn ạ Còn đối với lại các cái cây cúc màu ấy Cúc màu, à cúc sen ngày xưa một số, Bây giờ một số nơi chắc vẫn còn cúc sen Thì cúc sen cũng sẽ cắt cùng với pha lê Hoặc trước pha lê 2 đến 3 ngày còn đối với các cái loại cúc màu khác là các cái dòng mai, mai tứ quý, mai hồng, mai đỏ, mai trắng, mai cam, mắt ngọc. Nói chung là các cái dòng mai cánh đơn, mai đỏ linh tinh, tua đỏ, pháo hoa. Nói chung là cúc cờ, cúc sao. Chi đỏ, chi hồng, chi tím. Chi trắng, chi vàng. Nói chung là tất cả các cái dòng cúc màu khác ngoại trừ chi xanh nhá là chúng ta sẽ cắt 5 năm ngày 5 năm ngày này còn các cái à, nữ hoàng cũng 5 năm ngày luôn không mình lại giới thiệu các bạn này nữ hoàng này không ấy còn các cái dòng đại đoá mới thì mình không biết đâu nhá nhưng mà đấy riêng là đối với màu là như thế các bạn ạ còn uh, có cái gì nữa không để mình à cúc mẫu đơn nhật cúc mẫu đơn nhật mà màu Mỗi đơn hoàng gia nhật đấy các bạn là cắt 60 ngày nhá Đấy các bạn ạ à. Nó chỉ dễ vậy thôi Đấy là các cái trị số trung bình Riêng Calimezo tức là cây ruby này chỉ cắt 4-5 ngày nhá 4-5 ngày trước Tết là được rồi Thạch Thảo là 50 ngày Còn Cúc Hoàng Anh là ăn thông luôn Đến lúc là Đấy các bạn ơi nó chỉ có thế thôi Không các cái ngày trị số trung bình nó là như thế Còn bây giờ là chúng ta Tiến về phần căn, căn chỉnh nào Căn chỉnh là như thế nào Chẳng hạn như vùng địa lý Các bạn ở vùng miền núi phía Bắc Nó lạnh hơn vùng đồng bằng Bắc Bộ của mình Thì các bạn sẽ cắt điện trước đi khoảng 2 đến 3 hôm Chẳng hạn như các bạn ở vùng núi cao hơn Thì các bạn sẽ cắt 5 hôm so với mình Trước 5 hôm còn các bạn ở Vùng nóng hơn vùng miền trong Nóng hơn mà ngày vẫn ngắn nhá Chứ còn nóng hơn mà ngày dài thì chắc là các bạn lại phải cắt kiểu khác cơ Mà ngày vẫn ngắn như mình Tại vì mình nghe nói là Đông Bắc Bộ ở à Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ là nó khí hậu nó khác nhau Nên là mình không Mình không biết về miền Nam đâu các bạn ạ Nhưng những cái này thì có thể áp dụng cho miền Trung ấy các bạn Vì miền Trung khí hậu nó khá giống miền Bắc Nên là các bạn ở cái vùng ấy thì các bạn cắt có thể nuôi lại một hai hôm ba hôm gì đó đấy là nói về vùng khí hậu còn nói về cây cây và chân đất chẳng hạn như cái chân đất của mình nó ẩm đều, cây của mình nó tốt thì mình cũng lại phải cắt nhiều lên thêm vài hôm. Còn nếu như cái cây của mình mà nó cằn cỗi, cái ngọn của nó nó đã có cảm giác như là nó không phát triển mấy. Ấy. Và cái hoa của mình. Và cái cái đất của mình nó nhanh khô ấy, thì các bạn lại cắt ít số ngày đi. Các bạn lại cắt ít ngày hơn mình. Đấy các bạn Nó chỉ có thế thôi Nó khá là dễ nhá Nhưng thường thì mình là mình cứ cắt theo cái chỉ số trung bình ấy thôi là Đa phần là nó sẽ vào Tết Còn đây như mình đây này Mấy cái nuống vàng đông ở đằng kia đang nụ to kìa các bạn kia Là năm nay mình cắt từ mùng 7 Xong mình cứ cắt dần cắt dần cắt dần Mình kéo dần lên các bạn ạ Còn vì sao là vàng đông mình như thế để mình bán dần thôi các bạn Riêng với vàng đông thì cứ tầm rằm bắt đầu bẻ được là Tết là rộ nhé các bạn nhé của mình thì nó đều hơn nên là khoảng 23 của mình là bẻ được nhiều thì là Tết của mình là được nhiều nhất. Nhưng sang riêng mình vẫn còn đấy. Nó đâu có phải là lụ nào mình cũng tỉa hết được đâu. Đây như này là mình tỉa tương đối hết nhá. Đây các bạn nhìn thấy không mình tỉa tương đối hết rồi nhưng mà vẫn có những cái búp này, những cái búp này là sang riêng thôi. Thực ra bây giờ mà chịu khó tỉa như này, đi cậy như thế này thì vẫn kích nó vào Tết bình thường mà. Nhưng mà cái đấy nó không quan trọng vì sang riêng mình vẫn bán được. Và mình phải cần có hoa để mình bán sang riêng nữa. Đấy đối với ngày cắt điện thì nó chỉ có vậy thôi ạ À nó còn phụ thuộc vào cái việc mà các bạn Có sử dụng kích lụ không Chẳng hạn như là các bạn Năm nay các bạn vẫn muốn kích lụ đều như là vàng đông của mình Thì các bạn có thể là nuôi lại một hai hôm nữa Các bạn mới cắt Như cái luống vàng đông này là mình cắt cùng với pha lê này Thì lụ bây giờ nó cũng đã thế này rồi Đấy các bạn ơi Đúng vàng đông này là mình cắt cùng với pha lê đây Hàng điện ở trên vẫn còn đấy Đấy các bạn ạ à. Là mình cắt cùng với pha lê Vì mình, nhà mình là mình không che điện nhá Mình không bao giờ mình đi che điện đâu các bạn ạ à. Nên là cắt nó là như thế Còn kích độ bằng gì thì các bạn cứ dùng các cái phân có lân cao Phân bón ná và lân cao các bạn kích thôi 630, 30, 05, 234 Nói chung là các cái phân có lân cao, kali cao các bạn kích phun liều lượng nhất lên so với liều lượng phun dưỡng của các bạn bình thường là nó sẽ được thôi Thế các bạn còn chẳng hạn như là khi mình cắt cái giá trị trung bình đấy rồi mình cắt đúng cái ngày mà trung bình mà mình bảo ấy mà chẳng hạn như cắt xong thì nó mưa dài ngày cây nó không vào lụ được thì các bạn phải đi các bạn phun kích là đúng rồi còn nếu chẳng hạn như mà nó nó khô hạn quá thì các bạn chỉ cần nưới tưới thôi là nụ nó đã vào rất là nhanh rồi các bạn ạ. À. Như mình là mình cố tình mình cắt nước để cho vàng đông nó hơi héo này, mình cắt nước cả vườn để cho nó đều đấy các bạn. Tại vì là chuột nó đổ bộ về đây rất là nhiều các bạn ạ. À. Mặc dù đánh thuốc các kiểu rồi. Nhưng bây giờ thì nó chưa phá đâu. Đến lúc nụ nó bắt đầu lở là nó mới bắt đầu đi cắn hoa cơ các bạn ạ. À. Nên là thu nhanh thì là mình đỡ đi cái khoản bị chuột nó phá thôi cũng chẳng có cái gì, gì chẳng có cái lý do gì cả. Bẻ buôn thì cũng nên đều đều một chút để bắn cho nó dễ các bạn. Đấy các bạn ơi. về ngày mình cắt điện thì nó chỉ có thế thôi. Các bạn cứ theo cái ngày đó là được. Nó dễ mà. Thường thì mình không hay bị sớm trễ lắm tại vì mình cứ căn chuẩn những cái ngày khoảng tầm như thế mình cắt đấy là nó không hay bị sớm bị trễ đâu các bạn ạ Nó sớm trễ nó chỉ cách nhau một tuần thôi Còn chẳng hạn nó sớm một tuần hay nó trễ một tuần nữa các bạn Thì lúc đấy mình điều tiết nó mới dễ Chứ còn cắt điện nó rời ơi đất hỡi quá Đến lúc chẳng hạn như nó nạch đi hẳn 2 tuần Thì kéo nó thật là khó kéo lắm các bạn ạ Kéo trong vòng 5 hôm thì được Chứ còn kéo chẳng hạn như kéo ra khoảng 10 ngày là khó kéo lắm đấy Kéo nó nở muộn đi 10 ngày Hay là kéo nó nở sớm đi 10 ngày là khó nhưng mà khoảng tầm 5 hôm đến 7 hôm là thì nó khá là dễ kéo các bạn Như các cái phương pháp mình chỉ ấy Là nó chỉ kéo được khoảng 5 đến 7 hôm thôi nhé Cái này thì nó đúng là làm ăn thì nông dân thì phải phụ thuộc ông trời rồi Chúng ta chỉ có làm cố hết sức thôi Nhưng mà mình thì thường năm nào mình cũng có hoa cả chưa có năm nào mình không có hoa mình tết mình chỉ có cá là mình không trồng thì mình mới không có hoa tết thôi chứ còn năm nào mình cũng có hoa tết cả luôn đấy cứ căn chỉnh theo cái số ngày đấy thì nó sẽ ra cái hoa tương đối thì chẳng hạn như năm nào mà thời tiết nó không thuận thì nó sớm nó trễ thì mình điều tiết sau còn đấy là mình nói với những cái cây hoa cắt cành thôi nhá cắt cành nhà mình là mình cắt thế này thôi còn ở làng hoa các bạn đổ buôn thì chắc chắn là làng hoa là họ sẽ cắt sớm hơn mình rồi sớm hơn hàng tuần đấy các bạn ạ Thế nên nhiều người chia sẻ nhiều cách khác nhau đó là như thế Thì mình đã nói ở trong cái video là Tại sao nhiều kênh chia sẻ cái thời điểm vào lụ khác nhau rồi Còn đối với lại những cái người làm cúc chậu Thì họ cũng phải cắt sớm hơn mình khoảng 5 hôm đến một tuần là cái chắc chắn Tại vì là cúc chậu phải ra chợ sớm hơn cúc cành các bạn nhé Nếu mà rằm mà các bạn chưa bung cánh Thì là khó bán Đến 2, 3 là nó phải là tương đối rồi Thì bán nó mới dễ được Thì là phải vào lụ trước còn uh, chẳng hạn, cắt cúc chậu thì mình đúng là mình cũng không biết luôn đấy các bạn ạ. À. Các cái loại cúc mâm xôi thì mình đúng là mâm xôi truyền thống là mình cũng chưa trồng bao giờ nên mình không biết. Còn mâm xôi Hàn thì mình trồng rồi là các bạn cứ cắt điện 60 ngày là được các bạn nhé. Riêng với mâm xôi Hàn là cứ cắt điện 60 ngày. Đấy những cái đấy mình biết nó chỉ có thế thôi. Để tránh tình trạng nhiều bạn này hỏi mình cắt cúc mâm xôi là mình không biết đâu. Mình có trồng đâu mà mình biết được ạ. À. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã nghe mình làm nhảm ạ.